Thưa tất cả các anh chị, vừa rồi trong cái video nói về chấm nốt ruồi phong thủy thì tôi có nhận được một số câu hỏi liên quan đến nốt ruồi, và quý anh chị hỏi là nốt ruồi tại ấn đường thì sao ạ? Ấn đường hữu chí thì thưa mọi người là ấn đường chúng ta phải phân biệt ấn đường với cung quan lộ, vì nhiều người cứ nhầm là phần giữa trán là ấn đường. Giữa trán tính theo chiều cao, giữa trán đây là cung quan lộ, nên có nốt ruồi thì dễ trong sự nghiệp, khó có sự thăng tiến, mà nếu có thì hay gặp trở ngại hoặc là bị người khác ngáng trở một cách là vô tình hay hữu ý. Kèm theo câu chuyện của ấn đường sẽ được tính là từ hai đỉnh mi, gọi là phong mi, kéo một đường ngang, và dưới hai cái đường ngang đấy, tại giữa hai lông mày này gọi là ấn đường. Nếu ấn đường có nốt ruồi hôn ám, có sẹo, nốt ruồi xanh nâu thì tượng trưng cho sự hung hại về mặt sức khỏe cũng như là tuổi thọ, hay đi kèm là sự nghiệp. Còn nếu là nốt ruồi tươi, nốt ruồi tốt, nốt ruồi son, nốt ruồi đỏ thì sự nghiệp dễ có sự hanh thông thuận lợi, đặc biệt liên quan đến văn thư, giấy tờ, văn phòng, viết lách là tượng trưng cho cái việc ở đây là nốt ruồi son tại giữa ấn đường được xét là tốt. Đi kèm, nếu đàn ông hay đàn bà có nốt ruồi đỏ ở chính giữa ấn đường này thì liên quan đến câu chuyện của tôn giáo, là người có giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ và cái tâm hướng thiện ở đây, dễ là chúng ta hay có cái xu hướng là đi lễ chùa, lễ Phật, và tại làm sao trong hình tượng Bồ Tát hay chư Phật chúng ta thấy rằng hay có cái việc là nốt chấm đỏ ở giữa này, nó cũng thể hiện cho câu chuyện liên quan đến tướng pháp.